quý vị và các bạn, trong thời gian qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp may mặc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên gặp không ít những khó khăn. Vậy các doanh nghiệp đã có giải pháp gì để vượt qua khó khăn, tiếp tục phục hồi và phát triển? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua phần trình bày của biên tập viên Anh Thắng và khách mời của chúng tôi. Vâng, xin cảm ơn chị Phương Lan. Thưa quý vị và các bạn, khách mời phòng thu trong chuyên đề Doanh nghiệp may Hưng Yên nỗ lực vượt qua khó khăn ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên là ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty May Hưng Yên, Công ty Cổ phần, đơn vị có 13 công ty thành viên với hơn 16.000 lao động. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, quý tư năm 2022 và các tháng đầu năm nay, một số ngành công nghiệp đang gặp những khó khăn nhất định, trong đó có các doanh nghiệp gia công hàng dệt may và giày da. Đơn hàng ít, giá gia công giảm trong khi yêu cầu của khách hàng về chất lượng sản phẩm lại tăng lên. Chúng ta hãy cùng xem phóng sự ngay sau đây để có cái nhìn tổng thể. Một mã hàng như thế này, trước đây, thời điểm quý 3 năm 2022, có giá gia công là 0,5 đô la Mỹ, tương đương với 11.500 đồng. Thì nay chỉ còn khoảng 8.000 đồng, giảm khoảng 30%, trong khi đối tác lại đòi hỏi chất lượng sản phẩm cao hơn trước. Người mua giảm sút thì đương nhiên đòi hỏi cái chất lượng phải cao lên. Trước đây thì những cái hàng bán chạy thì có thể là dễ cho doanh nghiệp. Nhưng khi mà đã đơn hàng giảm rồi thì cái chất lượng đương nhiên đòi hỏi phải cao hơn. Giá gia công giảm trong khi đơn hàng lại ít. Trước đây, thời điểm từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm là cao điểm của các doanh nghiệp gia công hàng may mặc. Nghĩa là công nhân phải làm thêm khoảng 2 giờ một ngày. Đồng thời các doanh nghiệp đã ký được đơn hàng hết quý 3, thậm chí có cả đơn hàng của quý 4. Nhưng thời điểm này, đa số doanh nghiệp chỉ cho công nhân làm khoảng 8 tờ một ngày. Đơn hàng thì chỉ có đến hết tháng 7, thậm chí có doanh nghiệp chỉ có đơn hàng đến nửa đầu tháng 7. Một số doanh nghiệp ký đơn hàng gia công thấp làm không có lãi mà chủ yếu để giữ chân người lao động. Tôi cũng đã làm hơn 30 năm trong ngành này rồi, nhưng mà năm nay là một trong những năm đầu tiên mà tổng ty chúng tôi gặp khó khăn như thế này. Những cái đơn hàng có thế mạnh thì năm nay chúng tôi đều không thấy khách hàng chào hàng. Vì như vậy cho nên chúng tôi bắt buộc phải nhận những cái đơn hàng có kết cấu phức tạp, sản lượng thì không được như mong muốn. Với mức giá gia công giảm đi rất sâu so với năm 2022 và những năm trước. Chính vì điều đó thì dẫn đến cái chuyện mà năng suất lao động của công nhân của chúng tôi giảm sút rất nhiều, dẫn đến cả cái chuyện thu nhập của người lao động cũng bị giảm. Rất là lo lắng tại vì là xung quanh chúng tôi là nhiều công ty là rất ít việc, thường xuyên là cho công nhân nghỉ giãn cách làm một thời gian xong lại nghỉ. Nghỉ một tuần xong lại đi làm xong lại nghỉ. Số liệu 5 tháng đầu năm, nhiều doanh nghiệp may trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đều đang bị sụt giảm cả về doanh thu và đơn hàng. Một số doanh nghiệp đang phải cơ cấu lại theo hướng sáp nhập đầu mối, tinh gọn bộ phận hành chính, tiết giảm các khoản chi, tìm kiếm các khách hàng, đơn hàng mới, cũng như giám sát chặt các khâu sản xuất để nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn hàng gia công, giãn thời gian làm việc trong ngày, trong tuần để ứng phó với các khó khăn trước mắt. Những khó khăn của ngành dệt may trong phóng sự vừa rồi có nguyên nhân xuất phát từ đâu ạ? Nguyên nhân ấy, nó xuất phát từ hai hướng. Một là vấn đề cầu, đó là cái thị trường may mặc thế giới giảm. Ở đây thì giảm nó có hai nguyên nhân chính. Một là sau 3 năm dịch COVID-19 thì đã làm cho lạm phát của tất cả thị trường chính như Mỹ, châu Âu và Nhật Bản đều có cái chỉ số lạm phát tăng, và do đó cái vấn đề cầu cũng giảm rất lớn. Vấn đề thứ hai đó là chiến tranh Nga-Ukraine đã làm cho tất cả một số cái giá tiêu dùng của Mỹ cũng như châu Âu tăng, cạnh tranh của các nước xuất khẩu. Mà trong đó thì Việt Nam là nước thứ ba, nhưng bên cạnh đấy thì Trung Quốc và Bangladesh cũng là cái hai nước xuất khẩu chính đang cạnh tranh với chúng ta. Thì họ đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho ngành may, kể cả về vấn đề giá, về vấn đề tỷ giá. Vâng, những điều này thì đã diễn ra từ quý 4 năm 2022. Vậy các doanh nghiệp may tại Hưng Yên thì đã có nhận định tình hình như thế nào và có những biện pháp gì để ứng phó ạ? Để ứng phó với vấn đề này thì chúng tôi cùng với Hiệp hội Dệt may Việt Nam, cùng với Tập đoàn Dệt may Việt Nam cũng đã tổ chức đi thăm một số các cái thị trường, những cái nơi mà người ta sẽ nhận hàng của chúng ta. Ví dụ như chúng tôi cử những đoàn đi Anh, đi Úc, Australia hoặc là Mỹ hoặc Nhật thì chúng tôi đã thăm xem cái thị trường này hiện tại nó thế nào. Vấn đề thứ hai là xem những cái nước mà đang cạnh tranh
về xuất khẩu hàng may mặc với chúng ta, thì chúng tôi cũng đã cử một đoàn đi Bangladesh, đi Trung Quốc. Thì đây, qua cái vấn đề này thì chúng tôi thấy được mình còn đang thiếu vấn đề gì, thị trường họ đang cần gì. Và chính cái điều đó là cái mà để cho chúng tôi có cái định hướng phát triển trong tương lai, trong năm nay, năm 2024 cũng như năm tiếp sau. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam và các doanh nghiệp dệt may có bề dày kinh nghiệm, thì đây là những khó khăn ảnh hưởng có thể là vài năm nữa đến ngành công nghiệp dệt may của Việt Nam. Tuy nhiên trước đó không phải là không có những khó khăn do tác động của khủng hoảng kinh tế và suy thoái toàn cầu. Vì vậy lời khuyên của các chuyên gia là các doanh nghiệp phải tự thay đổi mình để thích ứng trước các khó khăn này. Ngành dệt may Việt Nam phải tìm kiếm cái thị trường thay thế các thị trường truyền thống sang một số cái thị trường mới và thay thế một số cái mặt hàng, chuyển đổi từ cái đơn hàng truyền thống chuyên môn hóa trước đây sang một số cái mặt hàng mà có tính khác biệt. Người đứng đầu doanh nghiệp đưa ra những cái giải pháp về kết cấu thiết bị, công nghệ và tự động hóa để bắt kịp với cái xu thế các cái đơn hàng mà có kết cấu khác biệt. Dòng hàng kim hiện giờ đang suy giảm, nhưng mà dòng hàng về công sở, rồi các cái hàng về jacket, outerwear vẫn phát triển tốt. Như vậy, cái thị trường thì có thể giảm dòng hàng này nhưng mà lại ổn định hoặc là tăng trưởng dòng hàng khác. Thì trong cái bối cảnh đó nó cần cái sự linh hoạt rất là nhiều. Và như vậy, những cái mô hình của các cái doanh nghiệp mà đảm đương được cái sự linh hoạt này trong sản xuất chắc chắn là sẽ có được những cái kết quả tốt. Tôi thì đại diện cho phía bên khách hàng đi đặt hàng tại các nhà máy. Hiện nay là đơn hàng thì đang rất là khó khăn. Để nhà máy có thể đứng vững được trong cái giai đoạn khó khăn này, các cái doanh nghiệp may thì cần phải đa dạng các cái mặt hàng, phải sản xuất cả các cái hàng áo sơ mi, các cái hàng váy để đảm bảo được đầy đủ, được năng lực cho công nhân và cho nhà máy. Thưa ông Nguyễn Xuân Dương, là người có gần 50 năm trong lĩnh vực dệt may và nhiều năm trong lĩnh vực quản lý của lĩnh vực này, chúng ta đã hiểu là nền kinh tế của Việt Nam đã và đang hội nhập rất là sâu rộng đối với nền kinh tế thế giới, thì cũng khó tránh khỏi những tác động của nền kinh tế thế giới đối với vấn đề kinh tế Việt Nam. Vậy chúng ta làm thế nào để hạn chế thấp nhất, hạn chế tối đa những cái ảnh hưởng tác động từ bên ngoài đối với lĩnh vực dệt may của Hưng Yên? Chúng ta khi mà đã hội nhập với kinh tế thế giới thì ta phải chấp nhận cuộc chơi. Vì chúng ta bán hàng là không phải mình một chợ, mà chúng ta đang bán hàng đang cạnh tranh với những cái nước lớn. Tôi ví dụ như là Trung Quốc, 1.4 tỷ dân, Bangladesh 165 triệu dân, hoặc là Indonesia 350 triệu dân. Cho nên có thể nói rằng nếu như chúng ta không biết mình, biết người thì sẽ rất khó có thể cạnh tranh được. Chính cái điều đó mà chúng tôi xác định muốn cạnh tranh được ý, thì thứ nhất là phải tự đổi mới mình. Để làm thế nào đó để tăng năng suất lên. Nếu như so sánh với năng suất của chúng ta so với những nước tiên tiến, ví dụ như so với Nhật Bản, so với Trung Quốc, thì chúng ta mới đang ở cái mức độ khoảng 60-70% của họ. Có nghĩa là chúng ta còn có cơ sở để chúng ta phát triển được. Thưa ông, là trước những khó khăn của doanh nghiệp may hiện nay, thì theo ông, nhà nước thì cần có những cái chính sách hỗ trợ như thế nào? Trung Quốc ý, thì chúng ta cũng thấy rằng một nước rất mạnh với nền kinh tế thứ hai thế giới, nhưng đồng nội tệ của họ, tức đồng nhân dân tệ, thì cũng đã được hạ giá từ 6.3 tệ mà đẩy lên tới 7.13 tệ, tức là tăng khoảng, họ cũng hạ giá khoảng 13%. Nhưng trong khi đó chúng ta ấy, thì đồng tiền nội tệ của chúng ta đang giữ giá chỉ có chênh lệch trong khoảng hơn 1% đến 2%, thì tôi cho rằng đó là cái rất thiệt thòi trong quá trình xuất khẩu. Cho nên kiến nghị với chúng tôi đầu tiên đó là vấn đề Ngân hàng Nhà nước cùng với Chính phủ điều chỉnh tỷ giá cho phù hợp với cái khu vực xung quanh để ta có thể làm được. Vấn đề thứ hai đó là cái vấn đề mà phải ta quan tâm đến, tức là hiện nay thì cái lãi suất ngân hàng của ta rất là cao, 9-10%, tức là cái lãi này thì doanh nghiệp không thể tồn tại được. Nhất là đối với ngành may thì khi có thể 70% cái doanh thu gia công là để dành cho tiền lương, cho nên làm thế nào đó hỗ trợ cho họ về vấn đề lãi suất ngân hàng phải giảm xuống. Vấn đề thứ ba đó là nhà ở cho người lao động là rất khó khăn. Thế cho nên vừa rồi thì tôi được biết Chính phủ và Nhà nước cũng đang có quan tâm đến vấn đề nhà ở cho người lao động. Đó là nhà ở xã hội, nhà ở cho người công nhân. Nhưng làm thế nào đó để cấp đất sạch, có chính sách cụ thể cho các doanh nghiệp ta tự bỏ tiền ra để họ làm nhà cho người lao động họ ở. Nghề của thời trang cần phải giao hàng đúng hạn. Nhưng nếu mà cứ cắt điện, các doanh nghiệp xuất khẩu này thì không thể có để đảm bảo cái thời gian giao hàng cho khách được. Cho nên vì thế, cho nên có những chính sách ưu tiên đặc biệt đối với doanh nghiệp nằm ở xuất khẩu. Xin cảm ơn ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty May Hưng Yên, Công ty Cổ phần đã tham gia chuyên đề của chúng tôi.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và mong rằng những khó khăn của các doanh nghiệp dệt may sẽ sớm đi qua. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực này sẽ tiếp tục có nhiều đơn hàng với giá gia công ổn định, tạo nhiều việc làm và thu nhập cao cho người lao động, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Hưng Yên. Chuyên đề Doanh nghiệp may Hưng Yên nỗ lực vượt qua khó khăn của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được tạm dừng tại đây. Sau đây mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với những tin tức tiếp theo.